đã quay trở lại với chương trình Chinh phục lớp khác. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một tuần đã trôi qua rất là vui khi lại được gặp quý vị và các bạn trong gian bếp thân thương của chương trình Chinh phục lớp khác của chúng tôi. Hoa, sao hôm nay Hoa lại lắc như thế nhỉ? Chị cảm thấy yêu đời hẳn ra. Tại vì chị được ăn nhiều món ngon trên cái chương trình này. Có những cái món ngon chị thật ăn cái wow. Mày, chị nhớ cái nồn nào hôm nay được ăn món ngon nữa hay không. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta là hai khách mời vô cùng đặc biệt. Tại vì từ nhỏ em đã xem hai anh chị này rồi. Đã biết rồi. Lúc mà em chưa làm người em đã biết hai anh chị này rồi. Xin mời sự hiện của Đình Lộc và Xuân Thảo. Đẹp quá anh chị. Xin chào anh chị. Em là em biết cặp đôi này lâu lắm rồi đó. Em biết từ lúc mà em còn học cấp 3 á. Cái lúc mà cái chương trình nhảy đó em có coi, em có biết, nhưng mà hồi sáng này lúc mà gặp hai anh chị trong phòng mới cảm giác là phải không ta? Trẻ quá hả? Sao không? Tại vì lúc đầu em nhìn hồi nhỏ em nhìn anh này em không phân biệt được anh này với lại diễn viên Khương Ngọc. Ủa giống rồi. Đẹp hơn chứ? Đẹp hơn. Mời anh chị tự giới thiệu về mình. Xin chào ba bạn và khán giả chương trình Chinh phục thực khách. Tụi mình là cặp đôi vũ công và biên đạo Đình Lộc và Xuân Thảo. Chị thích múa lắm, chị thích nhảy lắm. Bây giờ mới xin đi một điệu thôi, để khi nào mà mình chương trình nhạc hiệu lên Chinh phục thực khách thì mình nhảy cái điệu để mình bao gian lại được không? À vậy hả? Sáng tạo gì vậy? Sáng tạo cái gì? Bê hả? Thôi bỏ qua cái chuyện nhảy qua một bên đi. Chúng tôi là những người không có năng khiếu nhảy. Tự giới thiệu với anh chị là tụi em là chỉ là những thực khách tới đây để thưởng thức những món ăn của anh chị nấu thôi. Và chúng ta đến với gian bếp này, mỗi người sẽ nấu một món ăn theo chủ đề của chương trình để mà thi đấu với nhau. Đây. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là rau tôm nấu với ruột bầu. Trong chan vợ hấp gật đầu khen ngon. Dạ, nấu ăn gia đình rồi. Nấu bữa ăn gia đình. Cái này nó rõ ràng ha. Ý là đơn giản á Khánh ơi. Những món đơn giản Khánh ơi. Sao Khánh thực tế quá à? Không, vậy là bắt nấu món này luôn rồi chứ không bắt buộc là nấu món khác. Vậy là bắt buộc phải nấu món này hả ta? Không, mình nghĩ cái câu này kiểu là một cái nói lên cái tình son sắt của vợ chồng thôi. Thôi mọi người giúp em một chuyện đi không? Mọi người đồng thanh nha, hai anh chị giúp em chơi một trò chơi nha. Hai anh chị đồng thanh cùng nhau trả lời giùm em câu hỏi này là hai anh chị quen nhau bao nhiêu lâu rồi? 3, 2, 1. Không, tính từ thời điểm nào đó? Lần đầu tiên gặp nhau. Wow. Lần đầu tiên gặp nhau. 3, 2, 1. Lần đầu tiên 18. Ủa? Gì vậy? Lần đầu tiên gặp nhau. Nhớ rồi, đúng rồi. Câu này là hay lắm nè, câu này là phá đám. 2008 mà chị. 2008 là chính thức yêu nhau mà. À, lộn số 1. Lộn bà khác đúng không? Lộn số 1. Đúng rồi, đó là thứ tôi cố tình tôi làm vậy đó. Lộn cái 10 năm luôn. Trời ơi. Sẵn tiện chương trình gia đình họ đang lục đục thì tôi xin phép được chia sẻ luật chơi như sau. Khi mà đến với cái cuộc thi này đó thì trước khi mà chúng ta vào nhân bếp chúng ta nấu ăn thì hai anh chị sẽ nhận được một cái phong bì giống như vậy. Và nhiệm vụ của hai anh chị là sẽ nhét vào cái phong bì này một trong ba gương mặt ở đây để cuối chương trình số điểm của người đó dành cho hai người sẽ được nhân đôi. Rồi mọi người hiểu chưa nào? Dạ. Nếu mọi người đã hiểu thì hãy đến với phần đầu tiên của chương trình Chinh phục thực khách. Xin chào tất cả mọi người, bây giờ là phần thi của Xuân Thảo. Và bây giờ đầu tiên là mình phải gửi gắm niềm tin để chọn một thực khách. Ai nhờ, khó quá nhờ. Ai cũng cười tươi hết trơn, không biết chọn ai nữa. Rồi, ok. Hy vọng người này sẽ giúp cho Lộc nhân đôi số điểm để chiến thắng được người đẹp Xuân Thảo. Rồi bây giờ mình xin bắt đầu nha. Thật ra là đây là cái món mà không phải là món mà Lộc thích nhất hay là Thảo thích nhất, mà là món của mẹ chồng tự sáng tạo ra và đã dạy cho Lộc nấu món này. Hello chị Thảo. Hello bạn. Ủa sao vậy? Sao qua đây vậy? Vô rình chị á. Chị làm món gì vậy? Chị làm hoành thánh cuộn tôm. Trời ơi.
Hồi nãy em nghe chị nói là món này là mẹ chồng chị sáng tạo ra hả? Đúng rồi. Ủa thiệt hả? Có, nãy chị kể đây là mẹ chồng chị sáng tạo ra món này. Mẹ tự sáng tạo ra một cái món nó thiệt là dễ nấu, cho anh Lộc nấu. Để dạy anh Lộc nấu á. Dạ. Thì con trai lần đầu tiên chưa vào bếp thì thiết nghĩ là những cái món này nó kiểu nó sẽ đơn giản á. Em thấy nguyên liệu rất là đơn giản thiệt. Đây em thấy món này đơn giản quá à. Chắc phải làm khó chị hơn một chút quá. Em hỏi thiệt chị chứ chị quen nhau 16 năm như vậy á thì có bao giờ chị nhìn lại 16 năm chị thấy nó nhanh không? Cảm giác là giờ chớp mắt cái tụi trời ơi 16 năm rồi. Ừ chớp mắt cái trời ơi có thằng con rồi. Có thằng con. Có chứ ha, trong 16 năm mình sẽ có những cái thăng trầm cho chị. Trời, thực ra là ai cặp đôi nào thì quen nhau lâu thì cũng có những cái giai đoạn nó rất là chán á. Dạ. Chán nhau á. Cái những lúc đó cái mình nấu những cái món này xong cái mình giải tỏa đúng không chị? Ừ đúng rồi, hay quá ta. Dạ trời, em kinh nghiệm đầy mình mà. Mà cái cảm giác nhìn chán, nhìn thấy ghét không? Hiểu không? Bỏ đi không được á. Người đâu mà nó bỏ đi, mình bỏ đi mình ngu á, người khác vô lấy sao? Đúng không? Chỉ là chán nhưng mà cũng muốn cái đó là của mình. Đúng rồi. Chán nhưng vẫn sở hữu. Hai. Giờ tới gì nè, nói quá rồi. Quên, chị làm gì, Tới gì, ướp, đúng rồi. Đây, chịu gần ướp gì trước? Lát cũng không, thật ra lát hay mọi người lên giúp anh Lộc á. Ủa gì hả chị? Chị là ở nhà anh Lộc nấu ít hả chị? Anh Lộc có nấu gì đâu. Anh Lộc là cục vàng của mẹ. Con dây cưng của mẹ đúng không chị? Đúng rồi, con dây cưng của mẹ. Ủa vậy là bình thường ở nhà là chị nấu ăn hả? Không, hồi xưa thôi, còn bây giờ là chị cũng là cục vàng của mẹ. Hai thằng chi tình yêu của hai người được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đó mọi. Được mẹ thương nó vậy á. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu sao mối tình này kéo dài 16 năm rồi. Không được chúng đến đó. Có người chống lưng rồi. Nhưng mà là ai chống lưng thì mới ghê nè. Đúng. Mình là mẹ chồng chống lưng. Rồi đâu thấy được. Thôi để em qua em khám chồng chị cái nha. Có vẻ như bên đó im quá. Nấu ăn là im quá, không nghe nói gì hết nha. Thôi là em lên qua bển giúp đỡ đi. Vậy hả chị? Thôi coi như hôm nay là em đánh giá cao chị hơn ảnh rồi. Thôi đi qua bển phụ ảnh đi mọi người. Đi. Dạ. Đi. Anh ơi. Anh cầm tội mà cái đĩa nó như là đi chay á. Anh ơi, vòng có người cứu rồi. Em dịnh anh, em dịnh phụ anh. Đa tạ, trời ơi. Kêu nhảy múa được chứ thôi này. Vô hỗ trợ anh cái, Rồi. Anh cầm tội thôi, thất quen vòng cái đĩa. Ok. Anh ơi. Sao mà nó móc cái đó lại thì nó đỡ hơn, nó bị cong cái đó đó. Ủa anh làm món gì vậy anh? Đây là anh nấu món canh nghêu. Canh nghêu anh. Ra là chị Thảo nấu cho anh thì nấu nghêu trắng bình thường thôi. Nhưng mà hôm nay thì muốn một cái đặc biệt cho ba bạn nên là chọn nghêu khổng lồ rồi. Ăn cái lẽ giống như nghêu hấp xả thái gì không? Tựa tựa nhưng mà nó đặc biệt hơn xíu là mình dùng trong món ăn gia đình. Kiểu ăn là một món canh. Canh nghêu. Bây giờ anh nấu nước anh làm gì anh? Cái này được chưa mấy anh chị ơi? Ủa anh, đợi giờ sôi rồi đó anh. Căn bếp này tạm thời có mình anh nè, không có ai chỉ giúp anh đó. Rồi, hay quá anh ơi. Lâu lâu anh giúp được cái vậy đó anh. Chứ thường thường là hư bột cái đường đó. Bây giờ tiếp theo mình lỗi gì vậy? Anh ở nhà anh coi chương trình nấu ăn đúng không? Xong rồi anh tới đây anh tham gia đúng không? Chứ em có vẻ như là anh không đành phải cắt lắm hả? Thật ra thì ở nhà chị nấu chiên trứng cho con nhóc nó ăn thôi. Mình thì mình được mẹ với vợ nấu ăn. Được cái anh có một cái khả năng sắc rất là mỏng nha. Thường người không biết nấu ăn là ta sắc dày lắm, anh sắc mỏng le. Hay vậy anh, thường đúng đó. Không biết nấu ăn sắc lưng la nó sẽ bị vui, người bị giết, người bị rủa đều. Có khiếu á nha. Có khiếu không anh? Có khiếu á. Vậy là khiếu dữ lắm rồi đó. Nhưng mà bình thường là em thấy là người ta làm hành tỏi thì người ta phải thắng trước đúng không ta? Phải thắng trước cái dầu mỡ. Rồi xong rồi. Có thắng không? Có. Anh ơi, này anh nấu cho tụi em á. Chứ đâu thể nào mà cái nồi nước dùng là bỏ hành với lẩu được đúng không? Cái này thường phải thắng cái dầu trước. Ê, nó mở rồi kìa, nó nở rồi kìa. Rồi mấy bạn lấy đồ vớt ở giùm anh đi. Hỗ trợ anh đi. Cho anh cái tô đây, cái tô. Ủa nó mặn quá ha. Anh vớt ra vậy hơi, anh nấu canh anh lại bỏ vô nữa đúng không? Không, chỉ cần nấu mình đổ ra thôi đúng không anh? Anh lấy cái thịt thôi. Lấy cái thịt thôi. Người đàn ông trưởng thành đó. Mỗi lần mà hỏi anh vậy em suy nghĩ nửa ngày anh mới trả lời.
trả lời câu nào là chắc câu đó. Ê, tránh ra đi, mình làm gì là có lỗi với chị Thảo không được. Hãy qua vợ anh bên kia, vợ nói là qua đây cứu anh, cứu anh. Trời, anh bỏ vô mà không khí nó im ắng luôn. Là khi hành tỏi, phải hành nhiều mà hành. Anh nói cái xào kìa. Mình xào với gì anh? Mình xào với cái nghe. Mình xào không vậy đó. Xào không. Ủa, xào với cà đúng không? Ủa, ủa mình xào với gì? Đúng rồi. Trời ơi. Ôi, em tính nhắc anh đó. Em hỗ trợ anh cho. Đưa đây, đưa đây, đưa đổ đây, em anh xử ra đi. Em hỗ trợ anh cho. Không, anh chỉ đạo cho hai cái này nó làm giùm em cái đi. Không biết gì, ảnh là bếp trưởng không mà, ảnh đâu có làm cái này đâu. Để mình lại mời cái gì đó, đồ ăn không ngon cái anh đủ thừa mình á. Ê, coi chừng nó bị khét tỏi kìa. Ai nấu mà kêu coi chừng khét tỏi kìa. Kỳ quá. Anh Lộc, sao kỳ vậy? Để đi rồi, anh nêm nếm nha, anh làm nha, tụi em là... Tụi em phụ hết mất rồi đó. Tới đây rồi nha, tụi em là coi như hết nước hết cái vậy rồi đó. Là cắt đúng không? Ừ. Lấy, lấy cho lấy, lấy cho anh. Bỏ gì chị nghe vô vậy? Anh nêm chưa, anh nêm chưa? Khỏi nêm luôn. Khỏi nêm luôn. Nấu quen tay là không có nêm. Ghê chưa? Cha mẹ ơi, ghê chưa? Cha, nấu cái này xong trưởng thành luôn nè. Dữ gì vậy con? Thôi đủ rồi, thích phụ đủ rồi. Thiết giờ có thêm nước không? Thôi đủ rồi, đừng có chỉ nữa. Chỉ nữa thành mình nấu rồi. Đúng rồi, phải để anh trưởng thành lên. Nãy giờ món này là em nấu 70% rồi đó. Anh bao la tuổi rồi. Dưới sự trợ giúp của ba thực khách thì cuối cùng Đình Lộc đã hoàn thành xong món ăn của mình. Hy vọng mình sẽ chiến thắng được Xuân Thảo với món ăn này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và bây giờ tất nhiên là phần mini game của ba vị thực khách của chúng tôi. Sao tôi thấy cái chuồng thì thấy... Không, chị thấy em là có ưu thế đó chứ. Chị không, thấy cái chuồng của em. Không, là nói cái chuồng này là cái món quà yêu thích chị Hoa. Ừ, yêu thích quá. Không có gì chị, em tặng chị cái chuồng. Hôm nay nhất quyết tôi thắng nha. Tại tôi thấy là hai vợ chồng này nấu ăn khá là ngon đó. Ngon không? Nãy tôi vô tôi nấu phụ anh Lộc dữ lắm luôn á. Mình nấu phụ nhưng mà nhìn ngon. Nhìn có vẻ là ngon. Nhìn nó ngon, ngon. Ngon. Thì bây giờ cái trò chơi của chúng ta hôm nay rất là đơn giản. Nhấn chuông để giành quyền trả lời. Nhưng mà câu hỏi hôm nay không phải là những câu hỏi về trái cây hay là... Đừng gì địa lý, địa lý chị thua luôn. Chú nghe nó lái rồi đúng không? Nó lái tức là chúng ta sẽ đổi nguyên âm và phụ âm nó. Nó léo qua léo lại. Léo qua léo lại. Ừ. Và chúng ta phải sắp xếp nó thành cái từ chính xác. Và khỏi nói rồi, người miền Nam là nói lái là trò chơi của chúng ta mà. Đúng không nào? Chơi. Thiếu người ấy. Trời ơi. Yêu thật lòng. Thật liều. Sao sợ quá. Đụng là cháy, chạy là đúng. Ý là gặp chị Hoa sợ là đúng đó. Tôi, cái tay tôi còn dính vô rồi đấy không? Nói đi. Không tiếng là tiền, không có, không có tiền. Sáng ăn khoai, khó ăn sàn. Ê, dễ rồi nè, mấy từ là bắt đầu dễ rồi, lúc đầu còn hơi bị đơ đơ. Sợ quá, có chưa? Đã nhảy với nhau là chơi một món rồi mà hai đứa bay chơi vậy, ai chơi lưỡi tụi bay? Một món thôi. Thế em là mây, mấy em là thế. Thấy em là mê. Mấy em nữa chứ. Phạt anh một chút là chụp anh một phát. Hay ta. Vâng, người chiến thắng chính là tôi. Và bây giờ xin mời sự trở lại của hai vị khách mời của chúng ta. Đây, xin chào ba thực khách. Trời ơi, hoa đẹp quá chị ơi. Thưởng thức những món ăn của anh chị trước. Chắc là em thấy món canh em thử sau thì em thử món chiên trước. Xin phép chị. Sẽ có vị giòn giòn. Giòn giòn nè. Cái tên là hay được không? Được không? Được.
chưa? Trời ơi chị. Chị thấy không? Hổn không? Cái bàn ăn này nó không có bình thường bao giờ đó. Em phải thử cái đầu. Có hai đứa em mà nó hổn cực kỳ. Thử trước cho có độc hay không? Được. Vậy hả? Cái đầu chứ. Có cái đầu chứ. Thôi rồi Linh, xong rồi. Chị thương quá giọt. Ừ, cái gì? Khẩu phần tôi sao không cứu mà đủ? Đủ rồi bạn, đủ rồi, đủ tinh túy trong đó rồi. Lộc, chắc cái cục này em nhường cho anh. Anh thử món ăn của vợ anh nấu như thế nào. À, tiếc thay chị làm ở đây bốn con, đúng như kỳ vọng. Đúng như kỳ vọng ha. Hoành thánh chiên tôm với thịt. Là hoành thánh là hoành thánh, tôm là tôm, thịt là thịt. Đúng như kỳ vọng. Kỹ cái nhân ít quá à. Sao nó bở? Nhớ chị. Thấy nguyên một chén giọt luôn. Bị chấm vô sao có chịu không? Anh thấy sao? Cũng được. Cũng được. Cũng được. Đúng cái tên. Yêu cầu sao là vậy? Đúng rồi, đề thi sao là mình ra đúng vậy thôi. Tôi nghĩ là canh nghêu cũng vậy đó. Để em thử nha, em xin phép. Ngon nha. Vậy thôi bạn không ăn đây tôi với chịu đâu. Tao ý tôi nói là tôi ăn hết rồi. Thôi mà Linh ăn lại, Linh là chứ Linh không biết ăn thì là. Trời, hai bé nó múc được quá kìa. Thôi Linh ơi, Linh ơi. Để có em mới trời cho chị Linh, thôi. Linh ơi, Linh lịch sự giùm cái Linh ơi. Cái phỏng mát của chương trình Linh cũng ba mấy tuổi rồi mà sao hả Linh? Chị Thảo ơi, chị Thảo. Chị Thảo Lộc không có điểm nào luôn á chị. Hình như em thấy không ngồi được con nghiêu luôn á. Hết nghiêu rồi. Trời đất ơi. Trời ác gì, ác gì nhỏ quá vậy. Để cho tôi một con nghiêu đi bạn. Để Lộc không có điểm. Còn con. Thua thì ăn con chứ sao vậy. Thôi Lộc ngồi chơi nha. Hai món này anh ăn 10 năm rồi, anh ổn. 10 năm mà làm bếp có một mình là làm không thiệt nữa, cũng hơn là 10 năm đó. Ngon rồi. Ngon không? Thơm. Ăn một lần một tô là sự ghê. Chi dám thật. Chi dám thật á anh. Đây là chuyên ăn ẩm thực, không phải chi dám thật. Chị thấy ngon chị. Sao giờ ta? Sao nói gì nữa bây giờ? Sao giờ ta? Cái cảm giác của em nha, em có cảm giác như anh qua nhà anh chị chơi rồi anh chị nấu ăn cho em ăn á. Dạ tôi còn nhiều, tôi nấu canh vậy giống như liệu xíu đơn giản. Anh chị nấu mình ngồi chơi game xíu rồi ra anh chị cho ăn cơm vậy đó. Hiểu không? Mấy đứa ngồi chơi xíu đi anh chị mang ra. Thật là đúng chủ đề câu đầu tiên của chương trình đưa vậy đó. Đúng nha, đúng nghĩa là mình ăn cái này mình cảm giác là gia đình, chồng trang vợ hút. Gật đầu khen ngon. Không dám nói gì không? Nhưng mà cũng phải chấm điểm thôi. Món canh của anh Lộc thì ngon. Nhờ tôi á. Không, nhờ ba người vô giúp á. Nhờ ba người vô giúp. Chúng ta đang thưởng thức cái phần thưởng của chúng ta. Nhưng mà thật sự ra anh Lộc là người nêm nếm cái khúc nêm nếm quan trọng. Quan trọng nha. Trời ơi. Nói được quan trọng nha. Anh nêm nếm em không có cần thử đúng, lại luôn. Không thử lại luôn. Là một lần là lên luôn hả anh? Để luôn là cứ bỏ quen tay thôi. Quen tay đã 10 năm mới nấu là quen tay lắm rồi chị. Hay. Xuất sắc, cho nên là Khánh nghĩ là món canh của anh Lộc xứng đáng 9,65 điểm. Lẻ vậy, lẻ thưa đâu chị, còn kia nhiều cái lẻ hơn nữa. Mấy cái lẻ là tại vì nãy giúp á, nên không có cho tròn. Cộng thêm, cộng thêm. Món hoành thánh là tự lực cánh sinh. Đơn giản, tất nhiên là nó sẽ thua món canh tí xíu. 9,35. Cách nhau 0,3 thôi. Cũng giống em thấy món canh nó khó nấu hơn món hoành thánh cuộn kia. Món canh tới 4 người nấu. Ôi quên, vậy phải trừ điểm. Chị đâu phần ai giúp đâu. Đúng rồi. Mình chị làm. Còn đây ngồi sai nữa chị. Vô sai. Lấy con nghề là mấy đứa. Quá nhiều quá. Tại bà thấy em giúp cũng hơi nhiều. Không, trừ nửa điểm đi. Nửa điểm là còn 9,85 không? Còn chị? Còn chị, em cho chị 9 điểm. Ok. Ngon mà, cái chị ngon mà. Số điểm sao á, nhiều quan điểm hơn chị, nữa hả? Chỉ cần em vớt không cho. Sao vậy, bị gì? Tại tôi nấu ở trong trọng lắm để cho. Đúng rồi. Trời ơi, điểm sao? Một gì mà vớt. Kỳ quá. Mày ăn nè, cái tô đi nói chuyện. Trời, nãy em nói gì em đi qua chị học. Không, chỉ em dạy chị nhảy đâu. Cái đó làm sao kỳ quá. Sao lúc đầu mình nói là vợ chồng ai cũng được mà sao giờ vậy? Hồi nãy cái món này em cũng có góp công như nhiều, không lẽ giờ em chấm điểm thấp đúng không? Chứ ra là anh được có 9 điểm thôi. Nhưng mà có ai công em chậm nên thêm nửa điểm nữa, 9,5. Trời ơi, trời ơi, chấm điểm cái tiêu chí. Cái tiêu chí gì kỳ vậy? Còn chị nè. Chị nè, nhưng mà em không nhớ dạy em nha. Đúng ra là chị có 8 điểm thôi đó. Ôi trời. Nhưng mà thật sự là chị vừa nấu chị vừa kể chuyện rồi này kia, giống như một người mẹ vậy. Em có nhớ là em cộng chị thêm 1 điểm. Và cuối cùng là bên đây nhiêu điểm? 9 điểm. 9 điểm, bên đây 9,5. Đã hôm nay. Ok, và tổng số điểm của hai người. Bên đây phần vợ trước nha, phần vợ là 27,35 điểm.
là bên kia Chí Tuyến là 27,65 điểm. Ê, cái nhau của mình là mấy rồi nha? Tưởng đi thi Olympic không á, trên lệch nhau 0,3. Tốt lắm anh ha, có mấy bảy rồi đó, đè đè cái này là quan trọng nè. Quan trọng bây giờ hai người chọn ai? Hai người chọn ai? Nhân đôi. Nếu mà chọn người cao điểm á thì mình thắng chắc. Còn chọn phải mấy ức ơ này là chị. Thôi. Ức ơ, ức ơ, rồi trời ơi. Kỳ vọng chị tôi chọn rồi. Là nhiêu điểm ta? Quên rồi nãy điểm. Tổng số điểm của hai bên, chị Thảo là 36,35 điểm và anh Lộc là 36,35 điểm. Chị thắng quá gì hả? Em đã điểm dưới rồi. Trời ơi. Tại vì chị Hoa cho điểm anh đó. Cái phần thưởng này có vẻ là khá hợp với những người mà mặc cái áo cặp về màu vàng chị Hoa. Đúng rồi. Gửi cho chị em giúp thấy mấy số rồi là toàn là màu vàng thắng á, chúc mừng chị. Chết rồi chị ơi. Cầm trên này nó nặng dữ lắm. Là từ giờ bếp là mình nấu không đó. Không hả chị? Chị ơi, sau khi mà thắng chồng chị cảm thấy như thế nào? Rất hạnh phúc. Thật ra để mà nói là đi tất cả các chương trình chơi game show thì đa số là chị thua mà. Không có số gì vậy á, bạn này mà đi chung với chị là chị thua bạn này. Yeah, mà hôm nay được lội ngược dòng đúng không mọi người? Đúng rồi. Kiểu như tôi ngồi chế lọc mà sao tôi nghe có cái mùi ảnh ấm ức lắm. Ừ, giống như hồi nãy anh nghĩ anh thắng á. Trời sao mà hồi nãy gương mặt khác lắm mà. Đúng rồi, nãy mình đang trên cơ mà biết cơ mà nhau lắm. Nhưng mà đây nữa và ngày thắng cũng được. Thôi cảm ơn hai anh chị ngày hôm nay đã tới đây và nấu ăn cho tụi em ăn rất là nhiều. Siêu rất cảm ơn. Em mong là hai anh chị sẽ vẫn mãi hạnh phúc với nhau như vậy hoài, như là cái cách mà em vẫn thấy anh chị mười mấy năm qua. Và một lần nữa rất cảm ơn khán giả đã yêu thương và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chương trình chinh phục thực khách do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chưa bao giờ anh thấy tổ quay phim của anh hôm nay tập trung quay như vậy. Anh ghét mạnh ghê á. Lần đầu tiên trái thanh long có trong pizza. Pizza bỏ. Hay quá anh ơi. Hay quá. Yeah. Yeah. Thấy đúng rồi nữa không nè. Thành số người. Có vợ con rồi đó. Nên nó có vợ thấy sợ ghê. Nấu gì nữa cũng đất sét nữa đây. Em ơi. Cái này không phải nó cục đất sét. Sáng giờ chuyên giảm thật. Chuyên giảm thật nhưng cục đất kia cục sét.